Rồi, ok, xin chào các bác. Thì hôm nay em lại có một cái con V50 mà cũng là một cái bản siêu dựng nha các bác. Tại vì cái con V50 này là em mua của hai bác trong nhóm, một bác thì một con bị chết mên và một con thì bị chết màn. Và em mua của hai bác ấy để về mà thay thế cho nhau. Thì cụ thể con máy này như nào thì em sẽ cho các bác biết luôn. Thì đây, quên, lộn các bạn. Cái này em còn chưa chưa gắn chưa gắn cái lắp lưng nha các bác. Thì đây, thì trước tiên phải nói trước cho các bác biết là cái hàng này là nó là hàng dựng nhá, và dựng như nào thì em sẽ nói rõ cụ thể ở cái clip này. Trước tiên ý, là về cái màn hình này, tại vì giờ các bác mua 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 bất kỳ một con điện thoại nào ấy, thì cũng quan tâm đến cái màn hình, tại vì cái màn hình nó vẫn là cái để mà các bác sử dụng nó thường xuyên. Thì cái màn hình này ý, nó là màn hình đã bị ép kính nhá. Cái đơn vị ép kính ấy thì là em cũng biết cũng khá là uy tín, tuy nhiên thì khi mà ép kính thì nó có một số lỗi như này. Đây, để em cho các bác biết luôn. 6 tháng 5 4 6 3 6 8 tháng 6 5 0 0. Đó. Đây, em sẽ test luôn cái màn hình cho các bác xem. Đây. Các bác muốn test hình thì cũng test như thế nhé. Thì cái clip này đang quay bằng cái con V60. Có thể là nó sẽ không thể hiện được hết cái lỗi của cái này. Thì cái con này nó không bị ám gì đâu nhá, nó không bị ám màn, nhưng mà nó đã bị hơi bị loang màu ở chỗ này này. Đây, các bác nhìn thấy cái chỗ ngón tay 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 cái của em này này, nó hơi loang màu này, chỗ này nó hơi trắng hơn này. Đấy, thì cái lỗ này và chỗ này nữa này, nó phải ở màu trắng mới thấy các bạn. Đây, chỗ này nữa này, đây chỗ này này, đấy chỗ này nữa này. Nói chung là nó bị cái lỗ loang màu này là do cái quá trình ép kính nó bị lỗi thôi. Tại vì khi mà thợ người ta ép kính rồi thì người ta bị lỗi nhẹ nhẹ như này, người ta sẽ không thể làm lại nữa, tại vì làm lại thì mất cái kính thì thôi, coi như là lỗi. Thì nó có như nào thì em nói như thế. Thì đây các bác có thể thấy này, nó bị loang màu ở chỗ này một chút này. Nó có thể qua cái con đây 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 đấy, rõ không, các bác nhìn thấy rõ không? Đấy, khi mà ở nền trắng thì các bác có thấy nhé. Đây nữa này, đây nữa này, đấy, các bác nhìn rõ chưa? Đây đây thì này đấy, thì tại vì khi để nền trắng thì các bác mới thấy thôi. Và cái lỗi này em thấy là nếu như mà các bác để ở cái nền đen thì các bác không thấy gì đâu, nói chung nền khác nền trắng là các bác không thấy gì. Đấy, đây các bác nhìn có gì đấy. Nếu như mà để cái trắng này thì các bác có thể phát hiện ra, nhưng mà khi mà để cái nền đen như này thì hoàn toàn là không phát hiện ra luôn. Đây, đấy, thì khi mà để cái nền đen này thì hoàn toàn là không có gì nhá. Đây, nó rất là, nói chung là các bác không thể nhìn ra luôn đấy. Thì đấy là một cái lỗi duy nhất ở trên cái màn hình này. Thì vì nó là một cái màn ép kính nên nó cũng không thể đòi hỏi quá cao được về cái việc mà nó hoàn thiện tốt. Tại vì đấy các bác thấy đấy, thì nói chung là cái màn này em bảo đảm cho các bác là không bị ám nhé, không bị kiểu lưu ảnh ấy, nhưng mà bị cái lỗi đấy. Cho nên là nó, nếu như các bác nào mà cần cái sự hoàn hảo thì thôi đừng mua con này. Còn các bác nào mà cần một cái máy chữa cháy, một cái máy nó ở mức giá rẻ đấy, thì các bác mới mua con này nhé. Đấy là cái lỗi duy nhất ở trên màn hình thôi. Và để em test tất cả các chức năng cho các bác biết nữa nhé, thì con này chỉ em chỉ nói là cái màn hình nó chỉ có lỗi đấy thôi, còn các chức năng khác để em sẽ test tất cả cho các bác biết xem nó có lỗi gì nữa không. 5 4 6 3 6 8 tăng sao 5 0 0 tăng đấy. Thì đây, các thứ thì nó đều ok hết, cũng đã test rồi. Cảm biến tiệm cận ok này, đấy các bác nhìn thấy này, đấy ok nhá, ok này, rung ring các thứ ok hết. Nói chung là mấy cái này thì không quan trọng, ok hết, em cũng đã test rồi. Đương nhiên là áp suất thì mất rồi, không nói nữa. Thấy còn cái gì trong này test nữa nhỉ? À, có quan trọng nữa là cái con quay hồi chuyển này này, đấy, thì các bác thấy nào, nó còn ok nhá, đấy. Rồi 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 đâu rồi, để sang đây thì rồi xem là trong này còn cái gì test nữa. Đấy, nó quan trọng là chỉ có một cái cảm biến tiếp cận thôi, tại vì hay ép kính thì hay bị lỗi cái cảm biến tiếp cận, cho nên là em phải test cái cảm biến tiếp cận cho các bác. Đấy, thì cái con này là thứ nhất là cái màn hình ép kính này, nó có bị lỗi hơi loang màu thì đấy, thì nói chung là để nền đen thì các bác không thấy được. Và con này nó sẽ em sẽ bán kèm với cái màn hình phụ nhé, màn hình phụ này là ok nhé. Đây, để em sẽ test cái màn hình phụ cho các bác biết. Đây, mở màn hình phụ lên,
Đấy các bác thấy không? Cái màn hình phụ thì cái màn hình phụ này còn rất đẹp, và tí nữa em sẽ cho các bác xem cái ngoại hình của cái màn hình phụ và cả cái con V50 này nữa, thì để test cho các bác biết được xem là nó không bị lỉ cảm ứng đâu nhé. Đấy. Cảm ơn cái thứ ok hết nhé. Đấy. Ok hết nhé. Rồi, cả cái cảm ứng bên con này nữa. Ok, nói chung là màn hình thì các bác chỉ quan tâm là cảm ứng nó không bị chết điểm nào, rồi có bị ám hay không, đấy là cái quan trọng nhất thôi. Đấy thì ok nhá, nhận màn hình phụ bình thường nhá, mặc dù em còn chưa gắn keo cho nó. Mục đích để mà em sẽ tháo hẳn cái món máy ra để cho các bác biết, thì trước tiên sẽ khoe cho các bác được cái màn hình phụ. Đây cái màn hình phụ này, mã của nó đây, mã nó đây nha, và nó chưa bị gãy chỗ này đâu. Hôm trước em bán có một con nó bị gãy này, thì con này chưa gãy nhá. Đây đây là trong này, cái để em lau cái màn hình đi cho nó sáng các bác ạ, nó hơi bị tối. Chờ cái tí nhé, chờ tí, chờ tí, chờ tí. Ở đây không có cái giấy lau chuyên dụng nên phải dùng cái giấy vệ sinh các bác ạ. Thì đây cái màn hình trong của cái màn hình phụ đây, thì mình nhớ bác cũng rất là quan tâm đến việc mà nó có bị sức nhiều hay không ấy. Đây à. Rồi đây các bác, thì thực ra là cái màn hình trong của cái con màn hình phụ này nó gần như nó cũng rất là đẹp luôn, nó sức sức răm răm chỗ này tí thôi, nghiêng ngay điện mới thấy thôi. Đấy các bác thấy không, nói chung là ngon, đã thấy là ngon. Đây còn cái màn hình trước đây, lau cho các bác biết luôn. Đấy màn hình trước thì đương nhiên nó sẽ sức răm nhiều hơn. Đây nó không lấy nét được rồi, đấy các bác thấy không, đó nó có sức răm, nhưng mà đấy các bác phải nhìn nghiêng cái điện mới thấy, chứ còn bình thường chả thấy đâu. Đây còn cạnh phải đây, anh cạnh trái đây, ok hết nhá. Cạnh dưới đây, nói chung là cái màn hình phụ này còn khá là ngon. Đây ok hết luôn, đó nó lấy nét hơi kém thôi nhưng mà còn ok hết nhá. Đấy đấy, còn đây là cái mặt lưng này, mặt lưng con này cũng còn khá là ngon, mặt lưng của con màn hình phụ ấy đấy, cũng chưa sức nhiều mấy đâu. Nói chung là màn hình phụ con này ngon nhá. Đấy nếu mà bán lẻ ấy, em vẫn có thể bán được 600 nghìn đấy các bác, 500 đến 600 nghìn tùy cái mức độ thân thiết. Đấy ok, đấy thì đương nhiên em cũng không muốn bán lẻ đâu, tại vì em muốn bán theo cái máy bác nào chơi được thì chơi. Đấy còn đây là cái ngoại hình của con V50 đây, để em lau đi cho các bác biết, tại vì nó cũng là hàng cũ mà, cho nên để các bác biết được sự nó đang như thế nào. Đây các bác thấy đây à, thì đây quan trọng là camera các bác, để cho các bác thấy được cái camera nó đang như thế nào. Ôi trời, nó lấy nét kém quá, ôi trời, còn V60 hơi kém các bạn. Đấy thì thực ra là cái camera này ấy là ok, chỉ cả là cái kính, cái lắp lưng nó hơi xước đi thôi, nhưng mà nó gần như nó không xước vào cái chỗ khu vực camera ấy, thì vẫn dùng bình thường nhé các bác. Đấy ôi trời ơi. À, đây 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 đấy, nói chung là vẫn còn khá ổn, ngon nhá. Nói chung là mặt lưng này thì tuy nhiên không phải đẹp nhưng mà vẫn dùng được, dùng ổn. Nếu bác nào thích, nếu mà sau này mà cảm thấy cái chất lượng camera nó hơi bị chói, hơi bị lóa ấy, thì các bác có thể là mua cái lắp lưng khác về tay cũng được, rất là dễ thôi. Đấy ok, à, đây còn mặt trước đây. Đấy. Thì mặt trước đương nhiên là nó sức răm khá là nhiều đây này, ở những cái vị trí kiểu kiểu trời, còn V60 quay kém thế nhỉ. Đây 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 đấy, các bác nhìn thấy cái vết nếp nhăn của cái việc ép kính không? Đấy các bác nào mà test đi test máy thì xem cái vết nếp nhăn này cũng có thể biết được là ép kính thợ giỏi đến đâu, thì nó nhiều khi vẫn còn vết nhăn các bạn. Nói chung là sợ thợ mà kinh nghiệm cao tay hẳn thì không nói, nhưng mà thợ này thì còn nếp nhăn nhé. Ok đây, xước 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 tí. Nói chung là soi nghiêng dưới điện thì thấy xước thôi, chứ còn nhìn bình thường thì vẫn dùng ok. Nói chung là cái màn hình này vẫn thuộc dạng là khá là đẹp nha các bác, không phải là đẹp hẳn nhưng mà còn 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 khá là ổn. Đấy ok các bác, thì đây là cái cạnh trái đây, cho các bác biết hết cạnh trái. Ôi trời, cái con đấy, ok nhá. Đây có mỗi cái máy này có mỗi cái cạnh dưới là nó sức sức sâu thôi. Đây này các bác nhìn thấy đâu, tại vì cái này chắc ông máy chủ cũ ấy, ông cắm từ lưa cắm tuyệt tòe luôn, cho nên nó xấu, thực sự là cái cổng sắt này xấu, cạnh dưới xấu. Nói chung là cái khung viền này thì hơi xấu đây này, cái góc cạnh nó cũng hơi va đập,
chắc là va đập thôi, nó cũng cấn trước nhưng mà nó không cấn sâu quá, nói chung là như kiểu chóc sơn thôi. Đấy, đây là cạnh trái này. Đấy, cạnh trên này. Đấy thì nói chung ý là cái máy này là cái ngoại hình nó đang không được đẹp cho lắm, nói chung là ở mức trung bình, nhưng mà để mà dùng thì vẫn là ok nha các bác, vẫn ok bình thường luôn, rất là đẹp luôn. Nếu mà ốp vào thì chả ai biết đâu. Thì cái máy này em sẽ bán cả bộ này nhá, cả bộ này và cái ốp này nữa, không có sạc đâu nha, không có cắp sạc đâu. Tất cả các chức năng thì em đã test rồi, nó đều ok, từ sim sóng các thứ em cũng test rồi, nó ok hết nhá, không phải test lại cho các bác đâu, vì em test rồi. Cái cổng 3.5 cũng ok, sạc nhanh ok, loa ngoài cũng ok, và em sẽ cho các bác biết được là cái bên trong máy nó đang như thế nào nhé, nó đang có phải là zin hay không nhé. Rồi, tắt nguồn đi. À quên, lộn rồi, em chưa cho các bác xem được cái email. Thôi được rồi, em sẽ mở lại cho nó chuẩn bài, em cũng đang định nói nhưng mà quên mất. Cứ mở lên rồi cho xem email, trong khi nó chờ nó trở lên thì các bác có thể xem lại cái cấu hình này. Nói chung là cái mặt lưng nó nhìn nghiêng nghiêng thì hơi xước, tại ông này ông ốp 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 lưng liên tục ấy, cũng như là đây đèn 5G vẫn ok nhé. Ông ấy ốp liên tục dẫn đến là nó cái bị hiện tượng này này, đấy con V60 của em đang bị như thế, chứ còn không vấn đề gì đâu. Rồi lên rồi, em sẽ cho các bác xem cái email của nó. Đây, đây các bác nhé, email nha. Nếu mà các bác bắt đầu mua máy này thì các bác nhớ xem lại cái email xem có đúng nhá, không lại sợ em cháo hàng cháo đồ linh tinh. Đấy, email này. Rồi ok, thế thôi, em chỉ cần cho các bác xem email thôi, đang chạy 12 rồi. Rồi sẽ tắt nguồn đi và cho các bác xem bên trong. Nói chung là bán máy cũ cho nên là em cũng muốn cho các bác biết được là cái máy mình mua nó đang như thế nào ấy, chứ không không ai rảnh đến mức mà để mà làm nguyên mực cái clip để mà khoe các bác đâu. Rồi ok, đấy đây là cái nắp lưng này, cái này thì em cũng làm sạch cái các thứ rồi. Vân tay, à quên, vân tay ok nhé, vân tay ok luôn nhé. Đấy, tắt nguồn rồi đúng không, để tháo cái này ra. Rồi tháo luôn cái này ra, đấy tháo luôn cái, em tháo hết ra luôn cho các bác xem. Rồi chờ thì để em rút cái sim, rút khai sim nào, cứ quên mất các bạn. Đây rồi, tháo máy thì các bác nhớ tháo cái sim ra. Ok, tháo luôn cái hai cái đăng ten này ra. Đấy nha. Đấy. Thì đây các bác có thể thấy này, trước tiên em chưa 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 nói cái main vội mà nói cái khung này. Thì cái khung này vẫn còn cái miếng tản đồng này nhá, miếng tản nhiệt bằng đồng này. Đấy, cục pin zin nhá. Cục pin này em cũng cũng dùng rồi, dùng cả ngày hôm nay rồi. Không phải dùng cả ngày nhưng mà em cũng đã test nó trong ngày hôm nay rồi thì thấy nó còn khá là ổn luôn ấy. Nó không bị tụt pin nhanh ấy. Đấy, rất là ổn, sạc nhanh bình thường. Đấy, đây cục pin zin nhá, các bác có thể thẩm muốn tẩm ở đâu thì thẩm. Đấy. Ok, nói chung cái khung này thì không nói, còn được mấy đâu là ok rồi. Màn thì em nói là ép kính rồi, không nói. Còn đây là cái main này. Main nhé, các lồng còn ok hết nhé. Đương nhiên là vân tay cái thứ là của em thì có hết. Đây, nhưng mà em chỉ muốn các bác biết là nó còn zin, chưa bị sửa chữa thôi. Đây, cái lồng này ok nhé. Cái bên mặt này, cái miếng tản nhiệt cũng vẫn còn ok nhé. Đấy, camera các thứ. Nói chung là cái main này thì bảo đảm cho các bác là vẫn đang còn zin nhé, chưa bị sửa chữa cái gì cả. Đấy, ok. Camera các thứ em cũng test rồi nhé, ok hết nhé, nó không bị vấn đề gì. Đấy, nói chung là đấy, coi em đã test cho các bác được hết mọi thứ ở trong cái con máy này rồi, và em bán kèm cái bộ cả máy cả màn hình, à quên, cả máy cả màn hình phụ nhé. Vừa giờ em cũng test cho bác rồi, nó lên bình thường ấy. Thì là đấy, bây giờ thị trường ấy, cái máy V50 mà ngon ngon ấy cũng đang tầm 3 triệu rưỡi đến 4 triệu đấy các bác. Thì con này em bán cả máy này, cả màn hình phụ này thì em đang để là 2 2,3 triệu nhá. Đấy, các bác nào mà mua ấy, thì liên hệ với em ở cái số
số điện thoại hoặc là số Zalo luôn nhé, ở trên cái góc phải màn hình ấy. Các bác nhanh lên nhé, tại vì em bán thì nhanh lắm, tại vì anh em biết được cái chất lượng của máy như nào rồi, cho nên là chốt nhanh lắm. Cho nên là các bác nào mà nhanh thì được thôi, chứ em cũng không không ưu tiên ai cả, tại vì nhiều khi bán cho người quen nên rất là khổ, là vì bảo hành bỏ tỏi thì nhiều khi nó không đúng ý của họ, nó đau đầu lắm đấy. Cho nên em muốn là khoe hết tất cả những cái gì mà có trên con máy này để cho các bác biết được là máy nó đang như thế nào, để bác nào mà sẵn cái tư tưởng mà phải nói chung là phải rành với LG một chút nhé, tại vì nhiều bác không rành với LG, cứ cắm cổ cắm đầu vào mua xong rồi than trời là nó lỗi này lỗi kia. Chung là tất cả lỗi thì các bác cứ liên hệ em có thể giải đáp được hết. Và cái máy này đấy, em bảo đảm cho các bác là main zin này, màn hình ép này, đấy, pin zin này, pin còn khá là ok nhé, sạc nhanh bình thường, sim sóng bình thường, nói chung các thứ bình thường, chỉ mỗi cái màn hình nó là màn hình ép kính thôi. Ép kính như nào thì em nói đằng trước clip rồi đấy. Vào nào nhanh nhé, không kịp đâu. Rồi, ok, chào các bác.